360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phần khúc bán tải quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi. Thưa với quý vị và các bạn, ở Mitsubishi cũng như các hãng khác, dòng bán tải cũng được phân ra rất nhiều các bản các bạn nhé. Thì cái bản mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là chiếc xe Mitsubishi Triton phiên bản số tự động một cầu quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đăng ký tên tư nhân cuối năm 2022. Đấy, tức là chiếc xe này đến nay là vẫn còn bảo hành quý bạn nhé. Đấy, vẫn còn bảo hành luôn, full lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Chiếc xe này vừa với thay dầu ở trong hãng xong. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì có thể yên tâm luôn ạ. Một chiếc xe 2022 tính ra là mới hơn 1 năm sử dụng thôi và vẫn còn bảo hành tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn yên tâm. Và đặc biệt ở chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới ạ, chưa có một vết sơn ta, tức là chiếc xe này nhập khẩu, nhập nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam này là chưa có một vết sơn nào lại các bạn ạ, như một chiếc xe mới luôn ạ. Sơn zin nguyên bản cả xe luôn quý bạn nhá. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và vẫn còn bảo hành tại hãng luôn như chiếc xe này, chúng tôi đang bán với giá là 575 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 số tự động một cầu trắng này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì không mất là thời gian của quý vị và các bạn nữa, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 ngay bây giờ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 này các bạn nhé. Số tự động một cầu quý vị và các bạn ạ, là có thể nói đây là một chiếc xe rất là mới các bạn nhé. Đấy, sơn zin cả xe còn nguyên đây này. Tuy nhiên ở trên vỏ xe nó có một vài điểm xước rất nhỏ thôi các bạn ạ. Xước móp rất nhỏ cho nên là tôi không sơn lại đâu các bạn nhé. Tôi để cho nó còn nguyên zin. Những cái nước sơn đến từ nước ngoài bao giờ nó cũng bền, nó cũng bao giờ nó cũng đẹp hơn tại Việt Nam mình các bạn ạ. Màu trắng này là màu trắng ngọc trai các bạn nhé. Hôm nay thời tiết nó cũng rất là xấu, nó rất là âm u, cho nên là nhìn nó không thể ánh lên được cái màu ngọc trai của chiếc xe này các bạn ạ. Nếu như trời mà nắng ấy, trời nắng để ra chiếc xe này ra dưới ánh nắng ấy, thì là cái màu trắng ngọc trai này
rất là đẹp luôn các bạn ạ. Về chiếc xe này thì tôi cũng không giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn đâu, vì cơ bản nói chung một điều là nó còn nguyên bản, nguyên bản từ những cái nước sơn các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu đi các bạn này, form mới rồi, 2022 form mới đây, rất đẹp luôn các bạn ạ. Và đặc biệt đây các bạn này, cái dàn lốp này còn nguyên bản các bạn nhé. Chiếc xe này mới chạy có hơn 4 vạn thôi, cho nên là cái dàn lốp còn rất mới này, tất cả còn rất mới và rất đẹp luôn các bạn nhé. Đét lốp 2022 luôn đấy ạ. Cả 5 quả lốp siêu cua còn mới tinh, chưa hạ các bạn nhé. Ở đây này, lốp còn nguyên bản này, đều sản xuất năm 2022 này. Đấy, lốp siêu cua còn mới tinh chưa hạ đây các bạn này. Đấy, lốp siêu cua còn nguyên luôn, chưa hạ các bạn nhé. Và phần gầm các bạn xem chúng tôi, chiếc xe này thì nó không khác thì một chiếc xe mới luôn các bạn nhé. Gầm này rất đẹp luôn. Đấy, những cái phần gầm này đều rất đẹp luôn. Quý vị và các bạn nào mà đang có ý định mua những chiếc xe bán tải mới thì đây cũng là một cái sự tham khảo của bạn nhé. Mua chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới, mà quý vị và các bạn tiết kiệm lên đến cả 100 triệu các bạn nhé. Đấy, đây là cái phần số khung của chiếc xe đây. Lốp đây, 22 hết luôn các bạn nhé. Cả 5 quả lốp còn nguyên bản này. Đấy, lốp rất mới luôn các bạn này, đều đét 2022. Nói chung là chiếc xe này không khác thì một chiếc xe mới các bạn nhé. Đây là cái phần máy móc này, đều mới hết luôn các bạn ạ. Một chiếc xe rất là đẹp đấy ạ. Toàn bộ từ những cái cụm đèn pha, đèn gầm các thứ này. Đấy, đèn pha và đèn gầm đều rất mới luôn này, không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn nhé. Xi nhan được tích hợp ở trên tai. Gương chiếu hậu chiếc xe này được ốp chrome này, và chiếc xe này cũng đã được gập điện rồi các bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu các bạn xem này, mới tinh luôn các bạn ạ, không khác gì một chiếc xe mới này. Màn hình Android, chủ xe đã lắp thêm màn hình Android rồi. Và đây là chiếc camera lùi nguyên bản của xe các bạn nhé. Nguyên bản của xe đấy, phiên bản này, Triton. Đèn này, rất đẹp này, rất là mới này các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe khá là đẹp đấy các bạn ạ. Nhìn về đằng sau, không khác gì một chiếc xe mới luôn này. Toàn bộ về cái phần ngoại thất, phần gầm đều rất mới, rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần option bên trong, cũng như là về cái phần nội thất các bạn nhé. Toàn bộ bên ngoài nước sơn còn nguyên bản, cho nên là bên trong nó còn nguyên bản là điều đương nhiên rồi các bạn nhé. Từ keo chỉ này, tắp bi cánh cửa này, các thứ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất cũng còn nguyên bản hết luôn này. Bên trong rất là mới các bạn xem này, từ những cái lót chân. Đấy, và đây là cái xe chủ xe bảo dưỡng ở trong hãng luôn này. Trong hãng Mitsubishi luôn đây các bạn nhé. Đây này, trong hãng Mitsubishi luôn này. Và phiếu nhắc thay dầu cho kỳ tiếp theo là 50.000, tức là 5 vạn đấy. Mà chiếc xe này đang chạy hơn 4 vạn, tức là vừa mới thay dầu xong. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn yên tâm luôn này. Vô lăng các thứ này, chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe mới của bạn nhé. Đấy, tôi quay thật chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Không khác gì một chiếc xe mới luôn. Đây cái phần đằng trước này. Tiếp theo tôi sẽ mở cái phần tắp đi cánh cửa phía sau. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, tắp bi này, nội thất hàng ghế phía sau này, đều rất mới này. Đấy, rất mới, rất đẹp luôn. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, chiếc xe này thì chủ xe đã lắp thêm cái màn hình Android rất to, rất xịn rồi. Bây giờ thì tôi sẽ cắm chìa khóa vào để cho quý bạn xem nhé. Tôi sẽ bật điện lên cho quý bạn xem này. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây, chạy 4 vạn rưỡi. Cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết chuẩn nhé, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng. Những chiếc xe còn bảo hành tại hãng thì chúng tôi không bao giờ tua đồng hồ đâu. Đấy, đấy, màn hình Android đây các bạn này, rất to luôn, ngồi đằng sau nhìn cũng rất to luôn này. Màn hình Android rất xịn, tích hợp với camera hành trình luôn này. Có camera hành trình sẵn rồi này. Đấy, toàn bộ từ vô lăng. Đấy, vô lăng này. Vô lăng được tích hợp các phím điều khiển này, cruise control, kiểm soát hành trình, hay còn gọi là ga tự động đấy các bạn nhé. Đầy đủ hết rồi. Toàn bộ từ tab bi cánh cửa này, vô lăng này, tab lô này. Đấy, đều rất là mới các bạn ạ. Không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng vừa mới ra các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt điện đi, tôi ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những cái phần còn lại bên ngoài của chiếc xe.
tôi sẽ rất giới thiệu rất chi tiết cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn nào ở xa đang có nhu cầu mua xe cũng có thể tự đánh giá được cái chất lượng cho chiếc xe này rồi các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp thùng sau. Nắp thùng sau đấy ạ. Nắp thùng sau cũng còn nguyên bản hết luôn này. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ xe mua không có chở một cái đồ gì cả luôn. Đấy, cho nên là còn rất mới này, không có xước sát gì cả này. Đây, tất cả là còn nguyên, không có xước sát gì cả quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết luôn này. Và chưa có bị đâm va gì cả. Bên ngoài nước sơn còn nguyên zin như này, bên trong nó còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi các bạn nhé. Đấy, bên ngoài còn zin thì bên trong chắc chắn là nó sẽ còn zin rồi. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Đấy, toàn bộ rất mới luôn, không khác gì một chiếc xe mới đâu các bạn nhé. Và đặc biệt là chủ xe cũng đã lót sàn 3D rồi này. Cái kia là cái kẹo cao su, bã kẹo cao su ra này. Đấy, bã kẹo cao su ra này. Ghế đằng sau này cũng còn rất mới này, không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, keo chỉ này, táp bi này. Đấy, ghế này. Đây, toàn bộ từ táp lô đến táp bi đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Triton 2022 là một cái khối động cơ diesel. Đấy, common rail. Động cơ này là động cơ Mivec rồi các bạn nhá. Nổ rất êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với dung tích 2.5 lít các bạn ạ. Đấy, kết hợp với hộp số tự động một cầu. Và cái điều mà chúng tôi muốn nói ở cái động cơ này thì nó không khác gì một chiếc xe mới các bạn nhá. Đấy, chúng tôi mua, quý vị và các bạn nào mà xem một chiếc xe mới nó như thế nào thì cái động cơ này nó như vậy đấy ạ. Đấy, động cơ này chúng tôi còn để nguyên, không có dọn dẹp gì các bạn nhá. Đấy, về những chiếc xe mà chúng tôi nó cũ, nó bẩn quá thì chúng tôi mới phải dọn dẹp. Còn những chiếc xe nó còn mới, còn đẹp như thế này thì chúng tôi không mất tiền dọn dẹp đâu các bạn ạ. Vì dọn dẹp vào nó cũng sẽ được sạch hơn một chút, mới hơn một chút, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến những cái phần gioăng này, những cái phần nhựa này. Đấy, những cái phần bằng nhựa này thì các bạn biết rồi đấy, cho chất tẩy vào dọn rửa thì nó sạch, nhưng nó sẽ lại rất là nhanh ăn mòn những cái phần nhựa này các bạn nhé. Đấy, cho nên là chúng tôi sẽ tiết kiệm được cái phần dọn dẹp để đảm bảo cho cái động cơ này nó sẽ bền hơn. Đấy, còn nếu như bẩn quá thì mới phải dọn thôi các bạn ạ. Vì chiếc xe này thì tôi thật với các bạn mới chạy có hơn 4 vạn. Những chiếc xe bán tải thì chạy như vậy là tương đối quá ít các bạn ạ. Những chiếc xe con mà chạy như vậy là nhiều rồi, nhưng chiếc xe bán tải chạy như vậy là quá ít. Và động cơ này, đấy các bạn xem, không có một vấn đề gì cả luôn. Chỉ có chủ xe mới có bảo dưỡng, tức là chỉ có thay dầu là chủ yếu thôi. Và vừa mới thay dầu xong các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mua chiếc xe này thì yên tâm tuyệt đối luôn, có thể mang vào hãng để check chiếc xe này các bạn nhé. Và chiếc xe này còn bảo hành tại hãng luôn, các bạn yên tâm luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Tất cả từ những cái nước sơn bên ngoài nó còn zin, còn nguyên bản, cho nên là bên trong này nó còn nguyên, còn zin thì là cái điều đương nhiên rồi các bạn ạ. Bên ngoài còn sơn, còn nguyên zin cơ, thì bên trong là điều còn nguyên là chắc chắn luôn các bạn ạ. Và cũng không có bị va chạm, không có bị ngập nước gì đâu các bạn nhé. Chúng tôi có thể cam kết cho quý vị và các bạn, ngoài việc quý vị và các bạn có thể check hãng, chúng tôi vẫn có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn về chiếc xe này các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 số tự động một cầu siêu lướt này quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 575 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất
những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.